Hiện tại YouTube đang bị lỗi đề xuất video mới, cho nên một số bạn sẽ không nhận được thông báo video mới từ channel của mình. Để khắc phục lỗi này, các bạn vui lòng kích vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được video sớm nhất và nhanh nhất từ channel của mình nhé. Ngoài ra các bạn nhớ click like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Noob Crazy Craft. Yeah. Thì nếu như cái series này mà được 3.000 like trước gọi là 7 giờ sáng ngày mai thì mình sẽ up tiếp một tập tiếp theo, đó chính là tập thứ tư. Và ngày hôm nay tập thứ ba chúng ta sẽ làm cái gì? Thì tập thứ ba này mình muốn là mình sẽ biến thành những cái con mod, và ở đây thì mình có giết một vài con mod nè, thì chúng ta có thể là sẽ bay đi đâu đó để kiếm một cái thứ gì đó nó hấp dẫn, thú vị, khám phá trong thế giới này. Và trước khi mình bay đi á thì mình sẽ đi ngủ. Và nếu như các bạn thích series của mình á, thích video của mình thì đừng quên để lại một like và chia sẻ video cho mình nha. Ok, thì hiện tại mình cũng chưa có giết cái con gì nhiều cả, mình chỉ giết được con cào cào châu chấu gì nè. Thì chúng ta sẽ bay đi khám phá thế giới này, tại vì mình là noob mà, cho nên mình chưa biết được ở trong những cái thế giới này á chúng ta sẽ có được cái gì, cho nên mình phải đi gọi là khám phá. Đây có cái sắt sủng gì không? Cho tôi xin ít sắt nào. Bên này có gì? Wow, tượng này có rất là nhiều vàng. À, cái con của mình nó, cái con này nó bự quá bạn. Có chừng rớt, có chừng rớt. Cái con này á thì nó bự quá, cho nên không đứng vô trong được mới ghê chứ. Chúng ta đã có được một block vàng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để lấy thêm block vàng. Đấy, lấy những cái block vàng này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng vein miner để có thể lấy được một cách nhanh nhất. Ở trong này, wow, ở trước cũng có vàng nữa các bạn. Mình nghĩ là mình nên ở đây có khối. Mình nghĩ là mình nên đập ở trên này mới nhảy vô được. Ok, chúng ta sẽ ở đây có 7 à. Đó, có gì nè, giống kiểu như mấy cái bẫy. Sao kỳ vậy ta, kiểu như nó có mấy cái bẫy. Wow, rất là nhiều vàng luôn, thật là tuyệt vời. Đúng là mấy cái tượng này là cài vào thì nó hơi bị ấy, nhưng mà mình nghĩ là nên cài vào. Nếu như bạn nào muốn kiếm tài nguyên khoáng sản thì nó rất là tốt cho cái việc mà chúng ta nó thôi kệ, không sao. Thì nó cũng có hơi ít thôi à, nó cũng không nhiều lắm, thì thôi mình cứ để đi, cũng 1-2 cục thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, tại vàng chúng ta lấy về cũng chả dùng được. Thì bây giờ mình sẽ đi khám phá thử coi. Wow, cái tượng này ngon nè, tượng này có khá là nhiều sắt. Thì trong cái lúc mà mình cài cái mod ấy thì mình đi lòng vòng thì một xíu thì nó cũng chỉ tải được xíu thôi, chứ mình nghĩ là nó không có nhiều những cái tượng đâu. Đây thì tượng này có sắt, vàng vẫn như cũ. Wow. Đấy, thì nó chỉ có quanh quanh khu này thôi. Lúc nãy mình có một cái lucky block các bạn. Thì cái mod này là 1.7, hình như là mấy cái lucky block nó cũng khá là cũ. Mình nhìn cái block nó cũng cũ lắm, nó không có mới. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ? Mình sẽ đi qua đây. Có thể là chúng ta sẽ cần lấy một vài cái mầm này về để mà có thể xây dựng. Wow. Đợt mình đào ngay chỗ cái cây mà cái con này nó bự quá, nó nằm sao nằm hồ, nó nằm ở dưới, đập cục đất ra mới ghê chứ. Nói chung là mình sẽ cố gắng kiếm con gì nó nhỏ nhắn xinh xắn, có thể là kiếm con bướm hoặc là con chim hay là con gì đó, chứ mấy cái con kèo kèo châu chậu này nó bự quá, chúng ta biến thành chúng ta bay nó không có được nhanh nhẹn tí nào cả. Bây giờ mình sẽ lấy thêm để chúng ta lấy đủ 4 mầm. Hình như kia là hàng cướp kìa các bạn. Thì ở đây các bạn có thể đánh cướp để kiếm thêm một vài cái đồ lặt vặt như là mấy cục kim cương, rubik các thứ. Nói chung là hên xui bạn đánh thì nó sẽ hên xui. Ok. Đó, nó điện, nó hình như nó nghe tiếng mình rồi đó. Ồ, hay là bạn gái. Wow, bạn gái thì ở trong tập trước mình cũng gọi là có được bạn gái nhưng mà chỉ kiếm được thôi chứ chưa có thu phục được, thì một số bạn kêu là lấy hoa để tặng. Thì bây giờ mình cũng vẫn chưa muốn có bạn gái lắm, tại vì hình như là có một số bạn kêu là các bạn gái thì chúng ta sẽ có thể mang đồ về được chẳng hạn hay là sao đó, thì chúng ta thử đi. Để mình thử ha. Wow. Wow. Mình cái con này quýnh là có đồ nè. Đó, nó cho một wow, nó cho mình cây cúp Emerald siêu thích. Ok, chúng ta sẽ thử em này nhìn sao mà giống con trai quá. Đài tóc vàng. Ơ, hình như là hoa đỏ mới được các bạn ơi. Hoa này không được. Đệt. Buồn gì. Giờ không lẽ phải đi kiếm hoa đỏ nữa sao? À đây. Cái này ra rớt gì đây? Titanium, nước dịch. Rồi giờ mình sẽ vứt cái gì đây trời? Cái này đi. Vứt cái đây đi. Lấy một vài cánh hoa nào. Đi tán gái nào các bạn ơi. Rồi đi quay lại. Haha, nấp chuẩn bị có bạn gái. Thật là tuyệt vời. Wow. Hình như nó đã đi theo mình nữa các bạn. Đó. Giờ làm sao để nó đi theo mình ta? Damn it. Nó quýnh con kia. Hình như là nó như là mình mà kiểu như là có bạn gái rồi nó sẽ tự động quýnh những cái con khác hay sao á. Mình thử đứng gần, chỉ cần đứng gần thôi là nó sẽ tự động quýnh hay sao đó. Rồi thôi đi. Làm sao để mình đi là nó sẽ tự tele theo mình, nó giống như kiểu con bé đấy. Tuyệt vời. Mình lại có bạn gái rồi các bạn ơi. Đi nào. Đi thôi. Mình để mình giết con bướm cái gì chúng ta bay. Thì có thể hình như mình nhấp vô thế giới, nhấp vô con bướm chúng ta cũng có thể biến thành gọi là cái gì? Đi vào thế giới bướm. Thì đi vào thế giới bướm thì lâu trong cái tập mấy tập trước thì một số bạn kêu là đừng vào thế giới bướm, tại vì vào đó thế giới kính ấy thì sẽ không ra được, mà mình cũng không biết là có đúng hay không nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đồ gì cả, mình cũng không dám đi vào cái thế giới gọi là thế giới bướm làm gì đâu. Và ở đây thì mình sẽ lấy gọi là những cái hoa này để chúng ta đem về. Là sẵn tiện thì mình lấy về thôi. Lên quanh. No. Wow. No, xém chết luôn các bạn ơi. Hiện tại mình không có một cái dép này. Ủa? What? Nó vừa mới cởi đồ à? Làm sao tránh á? Ồ, nó tự hồi máu rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Ok, và mình đi một xíu thì mình phát hiện thêm được cái rừng gỗ sồi các bạn, sồi đen nè. Thì sẵn tiện mình sẽ lấy luôn. Chúng ta sẽ lấy về cho nó đầy đủ những cái loại tài nguyên luôn. Và mình nãy lúc nãy mình đi xuống dưới kia mình gặp cái con rít khá là mạnh ấy. Mình gọi là sao ta? Không dám BK với nó. Ba mầm chưa đủ, phải thêm 4 mầm mới được. Cái cây này 4 mầm mới mọc được. Cho nên 3 mầm là chưa đủ, mình phải lấy thêm chặt thêm một cây nữa rồi. Wow, chặt xong rồi banh xét cái rìu luôn. Rồi cái rìu mày nó chưa hết cái cây nữa. Rồi 5 mầm cũng được rồi. 5 mầm là ổn rồi. Thì chắc là chúng ta sẽ làm thế nào để cho bạn gái mình đứng yên ta? Có cách nào cho bạn gái đứng yên không ta? Mình sẽ có thể là xây nhà cho bạn gái chẳng hạn, hay là sao đó. Nói chung là những làm cái gì đó cho nó thú vị. Nốp mà lần đầu gọi là có bạn gái. Thấy chưa, bạn nào mà chưa có bạn gái là thua Noob rồi. Noob đã có bạn gái rồi đó các bạn ơi. Quá đẻ, quá đẻ. Noob rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở về nhà nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở nhà của Noob. Wow, trong thời gian mình đang đi về nè các bạn, thì mình gặp được một cái ngôi làng mà nó nằm ở trên núi khá là cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên đó để khám phá. Thì mình vẫn đang dẫn bạn con ngựa nó gái của mình về đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên ngôi làng nào. Ok, thì ngôi làng ở đây nó cũng khá là khiêm tốn các bạn à. Nó có 1, 2, 3, 4 ngôi nhà và một cái ruộng duy nhất. Khá là khiêm tốn luôn ấy. Thì chắc là do bị lỗi quơ hay là gì đó thì nó mới có cái ngôi làng ở đây. Chứ mình nghĩ là ngôi làng ở đây thì làm sao mà sinh sống đây. Nó có mấy cái thằng dân làng bảo vệ luôn kìa. Wow, ở nhà của phù thủy các thứ. Wow, cái you so cute. Bắt đầu mệt mệt với con này đó. Đừng cởi đồ, đừng cởi đồ. Ui, cái gì 18 cộng quá vậy. Ok, bây giờ làm sao mà chúng ta để chúng ta lấy được hết cái đống này đây. Mình sẽ được rồi, được rồi. Vứt cái gì đây? Brad Iron. Vứt cái này item frame đi. Rồi, lụm mấy quyển sách về để sau này mình làm mấy kệ sách cường hóa thôi chứ cũng. Wow, xém tí là mình lên đường rồi. Đi xuống nào, cái ngôi làng này nó nguy hiểm quá các bạn ơi. À, thì ra ở đây là gần cái chỗ đợt trước mình lấy. Thì có một số bạn kêu là cái nhà đó là nhà của Nod. Thì sao mình không thấy có ai ở trọng hết ta. Wow, thế giới này cao vậy. Và kia thì có một cái núi băng, núi tuyết gì đó. Có một cái cây lên rất là cao. Không biết ở bên đó thì có cái gì. Mà hy vọng là nó không có gì cả, để chúng ta được an toàn các bạn. Để bây giờ chúng ta đi xuống thôi. Đó, còn một số con bò. À, đúng rồi. Mình thử coi. Mình thử cái này coi. Chúng ta sẽ lấy lúa đi xuống cho hai con bò. Gọi là hai con bò vàng nó ăn thử coi. Nếu như mà nó có thể tạo ra được cái gì gọi là ra được con bò vàng nữa thì mình sẽ dẫn tụi nó về nuôi. Đấy, chúng ta sẽ dẫn bạn gái chúng ta. Au! Đây, để mình xuống mình thử cho hai con bò vàng nó ăn thử coi như thế nào nha. Hy vọng là nó có thể đẻ ra một golden apple. Ồ, nó không ăn lúa. Tuyệt vời, nó đẻ ra các bạn ơi. Ok. What the heck, con bò có ba cái đầu Wither. Thì chắc là mình giết con này lấy cái đầu chơi. Sẵn tiền lấy da luôn, để làm túi luôn. Chúng ta sẽ cần có túi. Rồi, thịt táo vàng uống vậy. Limestone. Rồi vứt được cái gì nữa không trời ơi. Rồi, ok, đi về thôi. Ok, mình đã về nhà rồi. Và mình phát hiện ra một điều là chúng ta có thể đưa cây kiếm cho bạn gái của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ đưa cho bạn gái mình cây kiếm kim cương. Không thể tin được. Thì ở đây chúng ta sẽ cất những cái loại đá các thứ. Thì chắc chắn là cái này không đủ rồi. Nhưng mà những cái loại quặng mới của... Không phải là quặng mới, mà những cái loại quặng mà liên quan về... Món đây thì chúng ta sẽ cất ở chỗ khác. Ví dụ như cất ở trên này. Đấy, những cái quặng mà của Oxbon hay là những cái quặng về ấy thì mình sẽ cất ở trên này ha. Rồi nói chung là mình sẽ phải sắp xếp rất là nhiều đồ đạc. Cho nên cũng chưa thể nào sắp xếp hết được đâu. Cho nên cứ bình tĩnh. Và bạn gái chúng ta đã có kiếm rồi. Giờ em ấy sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, lúc nãy quýnh tay không thôi. Bây giờ là có kiếm kim cương là chặt chém các thứ. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì nhờ. Chắc là mình nấu sắt, chứ để cái lò không là làm cái gì. Nhưng mà rất may là em ấy có thể lấy lại được đồ ấy. Giống như chúng ta bỏ vô á, rồi chúng ta có thể lấy lại được. Chứ nếu mà không lấy lại được thì hơi cực. Đấy. Bây giờ có cái gì ở trong này chúng ta có thể làm được không? Những cái con bét, chúng ta có thể làm những con bét được. Remove những cái hiệu ứng. Cho mình con bét này thì nó cho mình phải cho mình cù lông cù ấy. Bonus thức ăn, có thể là ăn được những cái thức ăn có độc luôn hả? Cái kiểu như là bonus thêm cái thanh hình speed boost, con gà được nè. Nó sẽ tăng cho mình speed boost, chắc là tốc độ chạy ha. Bây giờ chúng ta còn một kim cương, một vàng và 6 cái lông gà. Kim cương với vàng mình có đủ rồi, nhưng mà lông gà mình lại không có. Và hiện tại trời đang rất là tối, mình sẽ đi ngủ cả rồi chúng ta đi săn lông gà nha. Ok, mình sẽ đi kiếm lông gà, sẵn tiện mình muốn đi khám phá cái khu vực ở phía bên này luôn. Wow, chúng ta có tượng con anh Superman gà, thì cái tượng này có rất là nhiều gọi là gì ta, rất là nhiều khoáng sản tài nguyên. Thì nếu như bạn nào xem cái series trước của mình đó rồi là cũng sẽ biết được là nó có quái vật cây, nhưng mà mình sẽ không đụng chạm với con quái vật đó đâu. Mình sẽ đi lên đây để lấy tài nguyên ở đây chứ đánh nhau với nó làm gì, chúng ta chỉ cần tài nguyên từ anh gà thôi. Skin này sẽ cho chúng ta rất là nhiều vàng. Wow, vậy là mình phải đập ở đây mới đúng, ở đây mới vô được, đập ở dưới là không vô được đâu. Cái này nó có cái gì, mấy cái khối ẩn các bạn à, vì tự nhiên cái rớt cầu thang giống vậy rồi luôn. Lên đây không có cầu thang lên luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ trồng ra. Giỡn à. Đấy, lên. Bọt tù kinh. Ủa sao? Làm sao? Wow. Bây giờ mình có thể đi vô đây để mình sẽ ra lại cái cổng một. Wow. Chúng ta gọi là chúng ta kiếm được wow, trên này nhiều bột tổ ginh vậy. Còn cái này để làm cái gì? Chìa khóa à. Wow, mình có cái mũ steel tuyệt vời. Nói chung là có đồ gì xài được thì chúng ta cứ hốt vào. Bột tổ ginh có khá là nhiều, hình như là cái súng này không cần độ bền các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy luôn. Lấy được cứ lấy. Và làm sao lấy vàng, lấy vàng. Mình ra ngoài cái đã, coi ở đâu còn vàng nữa, chúng ta vơ vét thôi. Đợt mình mình nhớ là cái chân của cái skin này là full sắt mà ta. Sao giờ nó lại đổi thành cái skin này rồi, hay là skin này không phải ta? Chắc là skin này không phải. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có được cái khẩu súng này rồi, cũng khá là vui. Dịch chuyển kiểu như là chúng ta đặt hai cổng thì mình có thể là bay tới bay lui được. Nhưng mà làm sao chúng ta bỏ ra ta? Mình làm sao? Gà. Yeah, gà đây. Đúng cái thứ mình đang cần đây. Nãy mình quên mất là chúng ta gọi là vứt bớt những cái thứ không cần thiết đi. Tự nhiên mình cất hết vô rương cho rồi. Mang đi theo nhiều làm gì? Ok. Mà không biết là mình có cần phải cầm trên tay nó mới có tác dụng không nữa. 6 cái lông gà mình mới có 5 cái. À đây, một em ở đây. Ok, 6 cái rồi. Chúng ta sẽ quay trở về nhà nào các bạn ơi. Và ở đây thì có cái gì ta? Này nó làm cái gì? Kiểu nhìn nó giống cái beacon. Ok, mình hay là mình phá cái spawner của cái cây này đi ha. Vô kiếm coi có đồ gì vui vui không? Đó, bạn gái. Wow, các bạn thấy bạn gái của mình mạnh chưa? Nhìn bạn gái mình hơi bị lực. Chỉ cần cho em ấy một cái kiếm kim cương thôi là em ấy sẽ trở nên mạnh mẽ. Wow, đừng phải nôi, đừng cởi chuông, mặc đồ vào đi. toàn là lá cây, cái lá củng không mà. Không có gì á. Hình như là mình nhớ là ở dưới tầng dưới nó có, không phải hả? Hay là mình nhớ nhầm ta? À, hay là nếu như chúng ta, đúng rồi, chắc là mình nhớ nhầm quá. Nhưng mà nếu như chúng ta cần cái gọi là cái gì? Cần cái gỏi, chúng ta có thể qua đây sử dụng vein miner chặt nguyên một cây luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ quay trở về nhà nhé. No! Bạn gái của mình đang bị quái vật tấn công. À! Nó giết bạn gái của mình luôn rồi. No! Con này nó có skill là có thể là đào xuyên á bạn ơi. Mà sao nó không đào xuyên nhà mình? Tôi mình chắc là mình không ra đâu. Đệt, nó dám giết bạn gái của mình. No, bạn gái của mình đã chết rồi. No. No, bây giờ làm sao ra khỏi nhà đây? Cái kiếm này của mình nó không đủ sức để đánh với nó. Mình sẽ làm con bét cái đã. Đợi tới bây giờ chúng ta sẽ làm con bét cái đã. Một cục này, một cục này, chicken. Chicken đâu? Ok, một cái hạt giống nữa. Mình có hạt giống trong đây không? What the heck, không có hạt giống. Ok, không sao, sẽ đập ở đây luôn. Đó, có ngay một hạt giống. Tưởng đâu à, không biết là nó vẫn còn ở ngoài các bạn. Cái này là cái tơ nhện này là do nó tạo ra ấy. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ok. À, tuyệt vời. Wow, speed boost 4 luôn. Wow, quá tuyệt vời. Để mình coi thử coi còn cái gì không. Còn con bét gì mà chúng ta có thể chế tạo được không? Night Vision. Cá vàng. Ồ, tuyệt vời. Gắt là có thể bắn ra được quả cầu lửa nếu như chúng ta bấm chuột phải hả? Nhưng mà nó cần là ăn là Blaze Powder. Còn này là ăn hạt giống là được. Còn con này là con nhện thì cho tốc độ nhảy. Rồi gì? Có thể đi trên tường nữa. Rồi cho tơ nữa. Con này là cái gì? Cho siêu. Cái này là cho Knockback. Hiệu ứng á. Cái này cho teleport. Cái này là deploy. Nổ. Cái này là kháng lửa và có thể gọi là đi trên lava luôn. Work on lava chắc vậy. Đoạn này là cái gì? Emo to Wither effect. Tăng 25% máu. Và có thể ngủ được nè. Con này là có thể ngủ luôn. Đó là mình đi ngoài đường mình có thể ngủ. Chắc là mình sẽ lấy con này. Rồi chúng ta sẽ làm một con bed mà double chest này luôn. Rồi làm một smell first item. Nấu hả? Chà, mấy con bed này nhìn cũng khá là hay. Bàn chế tạo nữa nè các bạn. Enchant các thứ. Play chơi đĩa nè. Slowly auto repair là coi như hồi hả? In view coi như là hồi lại cái đồ bền ấy. Teleport vô header nữa. Khá là hay. Nói chung là mấy con bét này rất là hay. Và mình sao mình không thấy con may ta. Legendary là không có. Mấy con legendary này là không có thể chế tạo được. Này có thể bay được. Summon triệu hồi quái vật nè các bạn. Ok, nhưng mà nói gì thì nói thì mình lại đã bị gọi là chết ấy rồi, chết con bạn gái của mình rồi. Giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta có thể làm được cái 6 cái đúng không? Mình sẽ làm một con bed kiểu để chúng ta có thể ngủ qua đêm thì lông cừu chắc là mình nghĩ là mình sẽ có đủ lông cừu thôi rồi luôn. Không có ở đây lông cừu đây. Mình nghĩ là lông cừu này nó sẽ cũng ok, tất cả các loại lông cừu chứ có gì đâu đúng không? Chính xác. Rồi mình sẽ làm cái chest. Cái chest thì 6 cục gỗ thì cũng khá là dễ. Gỗ thì mình cũng có khá là nhiều ở đây, không có gì phải lo. 6 cục gỗ không? 8 cục luôn nè. Wow, lâu lâu con gà cho mình cái trứng nữa. Tuyệt vời. Double chest luôn nha. Mở lên. Thì cái này nó giống như là thay vì các bạn gọi là cái gì ta, đem theo cái ba lô thì đem theo con bé này cũng khá là vui, bỏ vô đấy, đem theo con bé này có đựng thêm được đồ, rồi đem theo ba lô cũng được. Nói chung là đem theo ba lô thì nó tiện hơn. Con này nó ăn gỗ nè, con gà này thì ăn hạt giống. Để mình ra coi coi thử còn con ấy không. Mình giờ mình chạy khá là nhanh. Chạy nhanh quá. Wow, nó đi rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó đi, nó để lại cho mình mấy cái tơ nhện ở trên nhà mình, nhìn cũng cảm giác nó khá là đẹp. Yêu. Cái này là của bạn gái mình để lại nè. Mấy cái này nè, mấy cái đồ nè, bút nè. Thua rồi, bạn gái mình đã chết rồi các bạn ơi. Và trả lại cho mình cái kiếm kim cương. Chắc là trong tập sau thì mình sẽ phải đi kiếm lại bạn gái. Thì trong tập này chúng ta cũng đã làm được một số thứ khá là hay rồi các bạn ơi. Thì nếu như bạn nào thích tiếp tục cái series mà Noob Crazy Craft thì các bạn đừng quên để lại một like. Và nếu như được 3.000 like trước 7 giờ sáng ngày mai thì 7 giờ sáng ngày mai mình sẽ upload tiếp một tập nữa cho các bạn. Đấy, rất là gọi là cố gắng vì các bạn đó. Thì nếu như bạn thích thì đừng quên để lại một like và nhớ kích vào nút đăng ký như kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Trong tập này thì chúng ta đã có bạn gái nhưng bạn gái lại bị chết bởi một con quái vật. Và ở đây thì mình có những cái đồ của bạn gái và mình làm thêm được vài con bé nữa. Nói chung là Noob mà, cứ chơi từ từ, không cần phải gọi là chơi kiểu pro. Thì nếu như bạn nào thấy mình chơi mà kiểu gà quá hay là có những gì hấp dẫn thì các bạn cứ comment ở phía dưới để mình biết nha, để mình sẽ đọc hết tất cả những cái comment của các bạn và tổng hợp ý kiến lại trong tập sau. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video này tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.